Em vừa cập bến một chiếc Honda CR-V. Chiếc này của em là sản xuất và đăng ký 2019 đấy chị ạ. Xe thì là xe một chủ thôi, xe cá nhân. Và chiếc xe này thì mới chạy được có 6 vạn 3, ngay lúc cũng còn tương đối là dày. Thì em sẽ mời chị cùng chúng ta cùng xem qua một vòng tổng thể xe. Thì đầu tiên đây là một chiếc xe vừa về, thế là em sẽ quay mẫu cho chị. Vậy đây là nó sẽ có những cái điểm mà nó không được định mắt cho lắm anh chị nhá. Xe này là biển tịch, chạy 6 vạn 3. Đây em mời anh chị đi vào cùng tham quan một chút. Thì đầu tiên đấy là các phần nước sơn của xe thì cũng còn tương đối là đẹp thôi. Em đã lăn quanh khoảng tầm 85% cái nước sơn nguyên bản của xe, và các cái khớp nối từ ba đời sốc đến phần thân xe cũng còn rất là khít đúng không ạ? Đây, rất khít. Lốp của những chiếc mà nhập khẩu ấy thì nó sẽ là, à quên, la răng còn cấp nhất, nhưng mà thời điểm đấy nó là rất là tuyệt vời anh chị nhé. Thời điểm 2019 này dòng này cũng là tương đối là cao cấp rồi đấy ạ. Xi nhan trên gương thì nó sẽ là dạng LED khá là bé ở đây. Nếu mà ở phiên bản nhắp lắp ráp thì nó sẽ có một thêm một cái cam lề đây, nhưng đây là phiên bản đấy thôi. Thì đây có một cái vết xước tương đối là nhỏ. Thế này em sẽ cho xử lý thôi, đánh bóng hoặc là để vậy. Nếu mà sơn thì sơn cả cánh thì không biết là nhìn nó có đẹp được không. Nếu mà không thì em sẽ để lại cho nó mộc xe chị nhé, cho nó mộc. Sơn thì đơn giản thôi, nếu mà làm thì nó sẽ làm cho thực sự là bóng. Đấy. Bật lên xuống người chủ xe em đã lên rồi đây. Lốp và lốp Michelin, lốp hàng hiệu. Gai lốp cũng còn tương đối là dày đấy. Cũng đi vào các cái phần mà ghế của xe xem là chất liệu xe nó còn tốt không anh chị nhé. Nó tương đối là căng, em cũng khá là cảm thấy thích cái chất liệu đệm ở trên những dòng CRV. Tuy nó không được mềm mại cho lắm nhưng mà nó đảm bảo theo cái quá trình thời gian sử dụng thì nó sẽ không bị nhăn nheo nhiều đấy, đúng không? Nó không bị sụt lún nhiều, rất là căng. Đấy, ở đằng sau này như thế, đây đằng sau này rất là căng nhá. Tất nhiên thì đây là nó đang hơi bị đục màu một tí, thì em sẽ cho đi xử lý thì sẽ bóng và đen hơn nhiều. Đó, thảm sàn nó em chỉ cho dọn thật là đẹp để phục vụ với anh chị. Đấy, cột điện nhá. Và lúc lúc sơ cua hình như là chưa hạ, em có kiểm tra qua rồi hình như là chưa hạ đây. Đây anh chị nhá, lúc này hình như là chưa hạ đây, khá là sạch, còn nguyên vạch sơn. Tất nhiên cái lốp sơ cua nó hạ hay không thì nó cũng đều rất là bình thường, bởi vì là đôi khi chúng ta bị lốp thì lốp sơ dự phòng mà chúng ta buộc phải hạ thôi. Tất nhiên cái chất liệu lốp em để đảm bảo mà nói thì em nghĩ là nó sẽ không được bằng cái chất liệu mà lốp nguyên bản theo xe đâu, đó là lốp dự phòng thôi anh chị nhé. Nó tên nó là dự phòng mà, lốp sơ cua mà. Phiên bản 1.5L là phiên bản cao cấp nhất ở trên dòng CRV này rồi, thì công suất nó cho ra là 188 mã chị nhé, 188 mã lực, máy 1.5 mà thì nó có turbo, có tăng áp đấy ạ. Đấy, với anh chị đi vào cái phần khoang lái với em một chút. Thì đồ chơi thì chiếc xe này em thấy là chưa lên nhiều. Chủ xe thì gần như là chưa lên cái gì cả, mới chỉ dán thêm cất nhiệt và lập bậc lên xuống thôi. Xe này chưa dọn gì. Này, chắc là cái tượng xe rồi, em thấy xe này là có cái tượng. Các cái vết keo này em sẽ cho xử lý hết đấy chị nhé. Cửa chơi chơi toàn cảnh này, có đây. Rồi là mà các hộp số nguyên bản cũng được tháo cổng để tu. Không tai nạn đâu, đủ ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm chassis của xe chị nhé, và mà góc và cái hệ thống điện hoạt động bình thường. Đấy, các cái bản sơn của nhà sản xuất thì tất nhiên là còn nguyên bản hết rồi, ốc chân máy rồi cao su chân máy đều còn nguyên bản, rồi kể cả là ốc nắp capo cũng thế, phần keo chỉ máy 1.5 nổ rất là êm thôi. Thì đây là cái cổ turbo của nó đây là chị đây. Đây là cái bộ ắc quy Vita đúng không? Vata đúng không? Ắc quy này là khá là đắt tiền đấy anh chị nhé. Ắc quy này khá đắt tiền đấy. Xe rất là đẹp. Hệ thống đèn full LED hết rồi, full LED. Có đèn gầm nó là LED rồi ạ. Rồi, tổng kết lại video anh chị nhé. Em có một chiếc CRV 2019 phiên bản L là bản cao cấp nhất rồi. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và mang tên cá nhân một chủ từ đầu luôn ạ. Xe này mới chạy 6 vạn 3 thôi, lịch sự bảo dưỡng của hãng đầy đủ. Mức giá bên em đang mong muốn cho chiếc xe này đấy là 858 triệu, tất nhiên giá còn thương lượng. Anh chị nào thực sự quan tâm thì liên hệ với em qua số điện thoại 0945 542 555. Em rất là mong muốn quý chị bất chút thời gian đến bên em để xem xe, chúng ta có thể trải nghiệm lái thử đây. Trước khi chúng ta bàn đến cái câu chuyện giá cả để chúng ta có thể là bên em hỗ trợ anh chị mang xe về anh chị nhá. Miễn là anh chị thích xe thôi, giá là câu chuyện đơn giản. Rồi em chào anh chị, chúc anh chị thật nhiều sức khỏe ạ.